Đây là hiện trường vụ sạt lở núi vừa diễn ra vào ngày 14 tháng 11 vừa qua ở khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Những tảng đá lớn như thế này bất ngờ lao ào ào từ trên núi đổ ập xuống nhà dân bên dưới. Nhà cửa, đồ đạc bị hư hại nặng nề, thậm chí chỉ có may mắn mới khiến cho nhiều sinh mạng người dân ở dưới thoát chết trong gang tấc. Theo nhiều người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, trong rất nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên có vụ sạt lở nghiêm trọng đến như vậy. Nhiều hộ dân tỏ ra hết sức lo lắng bởi khu vực này có khá nhiều nhà cửa, cư dân sinh sống dọc theo trên núi. Gần đây, mỗi khi mưa lớn, dòng nước chảy khá nhiều từ trên núi xuống qua một số đường nội bộ trong khu dân cư, nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra. Người dân mong muốn có biện pháp di rời, bảo vệ an toàn tính mạng khi đến mùa mưa bão. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, bà Nguyễn Thị Hải Yến cho biết, địa phương cũng đã nắm bắt được tình hình và đã cho người xuống vận động người dân đến nhà người quen để đảm bảo an toàn. Cũng theo bà Yến, khi đến mùa mưa, những nơi có hiện tượng sạt lở, địa phương đã thống kê từng khu vực có nguy cơ để nắm tình hình và đã có phương án di rời người dân đến nơi an toàn. Tại Bình Định, một số địa phương cũng đã tiến hành di rời dân đến nơi an toàn để tránh những thiệt hại đáng tiếc do mưa lũ và sạt lở gây ra.